Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bắp Bắp và truyện ma bóc độc với một chuyến phiêu lưu mới của chúng ta. Nói là chuyến phiêu lưu mới nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật mà chúng ta rất là yêu mến. Đó là nhân vật đã từng xuất hiện trong câu chuyện người mẹ quỷ và là nhân vật chính đó chính là thầy tàu đó các bạn. Ngày hôm nay bóc sẽ mang đến với các bạn series thầy tàu ly kỳ truyện và bởi vì đây là một series rất là dài thành ra là bóc sẽ giới thiệu kỹ để cho các bạn có thể nắm bắt chung hình dung được là sắp tới chúng ta sẽ đi qua cái chuyến phiêu lưu đó như thế nào và chắc chắn một điều nha chuyến phiêu lưu này sẽ không khiến cho các bạn thất vọng đâu về series thầy tàu ly kỳ truyện thì hiện tại tác giả trường lê đã viết tới quyển thứ sáu rồi nha quyển đầu tiên là người mẹ quỷ là quyển mà bắp đã đọc được ở trên kênh của chúng ta rồi nếu mà bạn nào chưa nghe thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên kênh à, youtube là bim bắp bắp và bấm người mẹ quỷ thì sẽ ra một cái à, full toàn bộ tất cả các tập mà bắp đã đọc rồi nha nếu mà các bạn chưa nghe mà cũng không có muốn nghe lại thì cũng không sao đâu ngày hôm nay bắp sẽ kể tóm tắt sơ lược về cuộc đời của thầy tàu sau đó thì chúng ta mới đi qua cái nội dung để cho các bạn có thể nắm bắt được cái câu chuyện nha và đó là quyển đầu tiên là người mẹ quỷ. Quyển thứ hai là miếu hoang gồm hai phần. Phần đầu có tên là long mạch và phần thứ hai có tên là miếu hoang. Chắc chắn một điều là bắp sẽ hoàn thành xong tất cả các tập của miếu hoang. Và kế tiếp đó là một cái chuyến phiêu lưu khác của thầy tàu sau miếu hoang. Những cái sự việc, những diễn biến mà thầy tàu đã đi đến và những cái sự việc đó diễn ra sau cái bộ miếu hoang đó là bộ quỷ ấn. Sau bộ quỷ ấn là bộ địa mộ là những cái diễn biến diễn ra sau quỷ ứng đó. Rồi sau địa mộ là tới thiên cơ. Bộ gần nhất mà tác giả đang viết đó là cải tán và cho tới cái thời điểm hiện tại này nè là bắp sẽ chuẩn bị mang đến với các bạn miếu hoang quỷ ấn địa mộ và thiên cơ cả bốn bộ luôn nha các bạn và lịch đăng của chúng ta sẽ là mỗi ngày bắp sẽ đăng vào lúc 9 giờ mỗi ngày để cho các bạn theo dõi bộ truyện này mà không có bị ngắt đoạn gián đoạn thời gian nếu trong trường hợp bác vẫn khỏe mạnh và không có bị đau cổ nếu như mình bị đau cổ hay là không có thể nào mà tiếp tục đọc á, thì nếu mà phải dừng đọc một khoảng thời gian một tuần hai tuần gì đó thì bác sẽ thông báo sau nha nhưng mà trước mắt á, là bác sẽ cố gắng mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng sẽ mang cái bộ truyện thầy tàu ly kỳ truyện này đến với các bạn và mở đầu là quyển thứ hai miếu hoang của tác giả trường lê bộ người mẹ quỷ thì bác đã đọc rất là lâu rồi nếu mà bạn nào chưa nghe hoặc là nghe lâu quá rồi thì chắc là cũng không có nhớ gì nhiều thành ra là bác sẽ nhắc lại về cuộc đời những cái ý chính có liên quan tới thầy Tàu thôi nha. Còn cái câu chuyện có liên quan về người mẹ quỷ Nếu mà các bạn tò mò muốn biết thì hãy nghe lại câu chuyện người mẹ quỷ nha. Khi mà nhắc lại thì chắc chắn sẽ có một số tình tiết mà Bóc không có nhớ rõ lắm hoặc là bị nhầm thì mong các bạn thông cảm nha. Để nhớ chính xác thì các bạn hãy nghe lại câu chuyện cho chắc ăn nha. Về người mẹ quỷ là câu chuyện của thầy Tàu và đệ tử của thầy tên là Tư. Năm đó thầy Tàu 70 tuổi, thầy Tàu cùng với Tư, Tư là khoảng chừng 35 tuổi nha các bạn. Khi thầy Tàu nhận Tư làm đệ tử thì năm đó anh Tư tầm khoảng chừng 30 tuổi thôi và năm năm trời anh Tư đi theo thầy Tàu đi khắp tất cả mọi nơi để mà bốc mộ bởi vì nghề chính của thầy Tàu là bốc mộ. Nhưng bên cạnh đó thầy cũng biết xem phong thủy, bói toán, trừ yêu diệt quỷ, nói chung là thầy đa năng lắm các bạn, thầy có thể làm rất là nhiều thứ có liên quan tới nghiệp âm. Nhưng mà tất cả những cái số tiền mà thầy kiếm được á, dĩ nhiên là thầy giúp những cái gia đình khá giả trừ quỷ thì thầy được rất là rất là nhiều tiền, nhưng mà thầy không có giữ lại những cái số tiền đó, thầy đem đi cúng chùa hoặc là thầy đem đi làm từ thiện. À, đi giúp đỡ người này người kia và thầy gửi đi hết thì không có giữ lại gì gì nhiều cho mình hết thì cũng giữ lại tiền để trang trải cuộc sống nhưng mà chỉ đủ sống thôi còn số dư á, là thầy đem lên chùa thì cúng hết à, thầy đi làm việc tích đức và chính tư. À, là đệ tử của thầy cũng không có hiểu nguyên do vì sao cho tới đúng cái năm đó luôn á thì hai thầy trò mới đi tới à, vụ án người mẹ quỷ là có liên quan tới quỷ nhập tràng như chúng ta hay biết là cương thi đó các bạn và cũng chính trong người mẹ quỷ á thì mình cũng biết rõ hơn về số phận cuộc đời của thầy tàu thì khi còn nhỏ thầy tàu đã mồ côi cha mẹ rồi và thầy tàu thầy tàu ở bên tàu ở bên Trung Quốc thành ra là mình mới có cái tên là thầy tàu nhưng mà ở phần người mẹ quỷ mình vẫn chưa biết tên của thầy tàu nha khi còn nhỏ thầy tàu đã được một vị đạo sĩ vô tình phát hiện ra khả năng và vị đạo sĩ này cũng rất là tốt bụng thấy thầy tàu tội nghiệp và có những cái thiên bẩm về khả năng tâm linh thành ra là vị đạo sĩ đã nhận thầy tàu làm đệ tử và dạy cho rất là nhiều thứ thì sau khi mà lớn lên thì năm đó thầy tàu tầm khoảng chừng 35 tuổi thầy tàu đi qua việt nam để mà mua thuốc bởi vì thầy cùng với đạo sĩ của mình hai người cũng hay đi qua việt nam đi tới những cái vùng sơn cước những cái vùng núi các bạn đi lên những cái bản để mà đi mua những cái loại thuốc quý hiếm nhưng mà có một cái điểm cấm kỵ á là khi mà những cái người nơi khác đi tới những cái bản á thì thường họ sẽ giấu nghề bởi vì ở những cái bản mo ở trên núi á thì thường sẽ có những cái thầy mo mà thầy mo thì có thầy mo tốt và thầy mo xấu thầy mo tốt thì mình không nói nhưng mà thầy mo xấu á họ rất là ác nếu mà mình không biết á mà mình chọc giận họ họ sẽ chơi ngải mình á cho nên vị đạo sĩ đó đã dặn thầy tàu rất là kỹ là hãy cẩn thận coi chừng là bị bỏ bùa bị bỏ ngải đặc biệt là bùa yêu đó cẩn thận Dặn thì dặn vậy thôi, nhưng mà số trời đã định mà chính cái vị đạo sĩ kia cũng nhận thấy được số phận sâu này của cuộc đời của thầy Tàu. Nhưng mà thiên cơ không thể tiết lộ. Vị đạo sĩ đó biết có dạy, có chỉ, có khuyên á, là có đưa ra những cái lời khuyên thôi chứ không có nói hoạch tẹt bởi vì thiên cơ đâu có thể nào tiết lộ được đâu. Dặn thì dặn nhưng mà không thể nào tránh khỏi ý trời. Trong một lần đi qua Việt Nam mua thuốc và đi đến một cái bản dân tộc thiểu số ở vùng phía bắc của Việt Nam thì thầy Tàu khi đó đã đem lòng yêu một cô gái ở bản và đây là yêu thiệt nha, chứ không phải bị bỏ bùa gì hết. Bởi vì khi mà yêu như vậy á, thì đạo sĩ, vì sư phụ của thầy Tàu cũng có can. Bởi vì thầy biết là sau này, cái cái số phận sau này đau thương lắm. Thì cũng có thử coi là có bị bị bùa, bị ngã gì hay không. Thì chắc chắn là hai người yêu nhau thật lòng không có bị bùa ngã gì hết. Và thầy Tàu á, tha thiết Tại vì lúc đó 35 tuổi, tuổi trẻ đi theo tình yêu, tiếng gọi của tình yêu thôi Đâu có cần biết tương lai như thế nào Thế là mặc cho sư phụ có ngăn cản, có khuyên ngăn như thế nào đi nữa Thì thầy Tàu vẫn quyết tâm quay trở lại Việt Nam và ở lại Việt Nam luôn Ở ngay chỗ cái bản đó và lấy cô gái đó làm vợ Thì khi mà ở bản và lấy cô gái đó làm vợ Thì hai vợ chồng ở với nhau khoảng thời gian đầu rất là vui vẻ và hạnh phúc Và hai vợ chồng có một đứa con gái Thì khi mà sinh đứa con gái ra tầm khoảng chừng mấy tháng thôi các bạn Thì tai họa ập đến bởi vì khi mà thầy Tàu ở trong bản á, thầy Tàu rất là giỏi về cái việc mà bốc thuốc trị bệnh giúp đỡ cho người này người kia, nhưng mà người ta thường có một cái câu là một rừng không thể có hai cọp, đúng không? Hình như vậy đó. <laughs> Thì thầy, thầy Tàu rất là giỏi đúng không? Ở trong bản đó có một người thầy mo rất là độc ác. Theo như lời của sư phụ thầy Tàu nói, có hai cách để chúng ta khiến cho người khác phục mình. Thứ nhất là lấy đức để phục người khác. Thứ hai là lấy sợ hãi để phục người khác để chinh phục người khác để cho người ta sợ mình, kính sợ mình thì cái người thầy mo độc ác ở trong bản dùng cái cách thứ hai và bởi vì à, thầy tàu á thầy giỏi quá thầy tàu rất là giỏi thầy tàu giúp nhiều người và trong bản ai cũng quý thầy hết và ai cũng kính để thầy hết thì đâm ra là cái người kia ganh tị đố kỵ và đã dùng ngải để hãm hại thầy tàu và trong một lần nọ khi mà thầy tàu đang bốc thuốc chữa bệnh thôi thì tự nhiên thầy tàu không biết chuyện gì xảy ra hết thì khi mà thầy Tàu bừng tỉnh lại, nghe tiếng thét bừng tỉnh lại á, nhìn ở trong nhà của thầy Tàu nha, là lúc đó trước khi mà thầy Tàu rơi vào trong uh, kiểu như là không biết gì á, thì vợ của thầy vẫn còn đang cho con bú mà. Thì khi mà thầy Tàu bừng tỉnh lại, nhìn ở trong nhà của mình thấy vợ chết, con chết, thấy ghê chờ mà vợ của thầy Thầy yêu thương cô gái đó biết bao nhiêu Mà vợ của thầy chết một cách rất khủng khiếp Là cái mặt bị bâm cho nát bấy Còn đứa con nữa, đứa con mới đẻ mấy tháng nằm chết ở dưới sàn và đặc biệt là trái tim của nó bị móc ra. Rồi thầy Tàu nhìn trên tay của mình. Rồi thầy Tàu mới nhận ra là thầy Tàu là người giết vợ, giết con và móc tim ra ăn. Nhưng mà đâu phải thầy Tàu làm đâu. Thầy Tàu bị cái người thầy mo độc ác ở trong bản á, ám hại khiến cho thầy Tàu làm như vậy. Vậy khi mà phát hiện ra dân làng đổ vô rồi nói thầy Tàu là quỷ ăn tim người rồi mọi người mới truy sát mới đuổi bắt thầy Tàu, thầy Tàu bỏ trốn. Thì thầy Tàu bỏ trốn rồi nhận ra là mình đã giết vợ và ăn tim con mình. Thì đâu phải là thầy Tàu làm, thầy Tàu bị hại mà. Nhưng mà đó cũng là chính tay thầy Tàu làm. Thì cũng là do mình không có nghe lời thầy sư phụ của mình cản can ngăn. Nhưng mà mấy cái này thì đâu có nói trước được chuyện gì đâu. Khi mà mọi sự việc đã dần dở lỡ rồi á, thì thầy Tàu ơn hận đã quá muộn. Tới tối á, thầy Tàu muốn quay trở lại nhà. Tại vì xác vợ xác con của mình còn ở đó. Thì khi mà quay trở về thầy chỉ đứng nắp một góc để nhìn thôi lúc đó dân làng bu đông nhà của thầy lắm rồi đốt nhà của thầy tàu thì có cái người thầy mo ám hại thầy tàu ở đó mà cái ông đó giỏi lắm thầy tàu á không có bằng pháp lực của cái người thầy mo độc ác kia đâu thì cái người thầy mo độc ác đứng trước nhà thầy tàu và hô hào đây là nhà của quỷ ăn tim người phải đốt cái nhà này đi rồi mọi người mới đốt nhà thì trong đó có xác của vợ và của con thầy ở trong đó luôn lửa cháy phừng 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 và ông ta cũng có làm thêm phép rồi những cái người ở trong bản á người ta chứng kiến người ta càng kính sợ cái ông thầy mo đó hơn và ông ta đã đạt được mục đích của ổng rồi là đuổi thầy tàu đi cộng thêm là lấy được lòng tin lấy được sự tin tưởng kính sợ của tất cả những người ở trong bản thì thầy tàu biết chứ ức ức chứ giận chứ hận chứ nhưng đâu làm gì được đâu và thân tàn ma dại luôn người là đang bị ngãi À, ở trong người đã vậy còn à, bị bị đánh được các bạn. Lúc mà phát hiện ra dân làng dí đánh tơi tả luôn, thì thầy tàu mới đi về Trung Quốc lại tìm lại sư phụ của mình, lại đi ba ngày ba đêm luôn á, đi quay trở về tìm được sư phụ á. Lúc mà về gặp sư phụ là xỉu luôn, không có kịp nói câu gì thì thấy thấy đệ tử mình về xỉu như vậy là cái vị đạo sĩ đó cũng biết là những cái gì mà thầy bói ra được á, thầy đoán ra được là đúng hết. Thế là thầy cứu giải cái ngải đó đi với một phần nữa là cái người thầy mo kia đã đạt được mục đích rồi thì ổng cũng gọi ngải về thành ra cái quá trình giải ngải rất là dễ thì khi mà thầy tàu tỉnh lại thầy tàu có được ý thức và không có bị điên điên khùng khùng á chứ gặp những cái người bình thường chắc sang chứng tâm lý chết luôn á thì khi mà tỉnh dậy à, mới tâm sự với lại sư phụ của mình là vị đạo sĩ ở bên trung quốc á thì vị đạo sĩ nói là bây giờ Uh, thầy tàu đừng có nghĩ tới cái chuyện trả thù bởi vì không có làm được đâu cái ông kia ông giỏi lắm ông cao tay ấn lắm không thể nào trả thù được mà oan oan tương báo thì đến bao giờ mới hết quên đi cái việc trả thù mà thay vào đó là hãy trả nghiệp nghiệp ở đây có nghĩa là theo như bắp nghĩ thôi là tại sao bao nhiêu người không bị mà thầy tàu lại bị tại sao cái nghiệp đó lại ứng vào người của thầy tàu thì có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp trước của thầy tàu đã có những cái mối nợ nghiệp nó quẩn quanh với nhau và nó khiến cho có một cái kết cục như vậy vị đạo sĩ đó mới nói con phải quay trở lại nơi mà con đã gây ra tội ác và bôn ba để mà giúp đỡ cho những người dân những con người ở đó để mà trả cho cái nghiệp của mình thì cũng kể từ đó trở đi thầy tàu quay trở về việt nam và thầy tàu đi khắp cả mọi miền đất nước việt nam đi hành nghề bốc mộ nhưng mà cùng lúc đó thì thầy tàu có làm những cái việc âm để giúp đỡ cho người khác ví dụ nhà ai bị quỷ ém hoặc là những cái trường hợp nào đó đáng sợ mà không có ai giúp đỡ được hết thì thầy tàu sẽ giúp đỡ và như bắp đã nói đó tất cả những cái số tiền mà thầy có được thầy đều đem đi lên chùa cúng làm từ thiện. Cứ tưởng như thầy Tàu đơn thân độc mã mãi cho đến già thì à, vào năm thầy Tàu khoảng chừng 65 tuổi thầy Tàu đã nhận được một người đệ tử. Thì đó chính là anh Tư đó các bạn. Thì năm mà thầy Tàu nhận anh Tư làm đệ tử thì năm đó ảnh chỉ mới có 30 tuổi thôi. Thì 5 năm, năm sau thầy Tàu khoảng chừng 70 tuổi thì anh Tư tầm khoảng chừng 35 tuổi. Thì nhưng mà hai thầy trò cũng chỉ có mối duyên tầm khoảng chừng 5 năm thôi. Thì khi mà xảy ra cái câu chuyện người mẹ quỷ á, thầy Tàu ở cuối truyện thì bóc cũng spoil luôn cái khúc này là ở cuối truyện thầy Tàu đã sử dụng trái tim của thầy để cứu lấy mạng sống của một đứa trẻ và đó cũng là một đứa bé gái. Có thể đối với nhiều người đây là một cái kết cục rất là buồn. Thì Bóc cũng là một người rất là mến thầy Tàu, rất là quý thầy Tàu. Cảm thấy thầy Tàu rất là đáng thương tội nghiệp á các bạn. Nói chung là số khổ từ nhỏ cho tới lớn luôn á. Cho tới già luôn á. Thế nhưng mà cái kết mặc dù nó buồn nhưng mà bắp thấy nó hợp lý và nó rất là hay bởi vì trong suốt khoảng thời gian mấy mươi năm thầy rồng rã trên cuộc đời này từ lúc mà vợ thầy mất cho đến thầy 70 tuổi á thầy luôn mong muốn tìm thấy sự thanh thản trong lòng bởi vì giết vợ giết con mặc dù không phải là mình mình làm mình bị hại nhưng mà làm sao thoát được cái sự ám ảnh đó lúc nào thầy cũng nằm mơ thấy những cái sự việc đã xảy ra cứ như là ngày hôm qua vậy đó và mỗi lần như vậy thì thầy rất là đau lòng và đến cuối cùng À, khi mà gặp được cái sự việc của người mẹ quỷ á thầy có thể dùng trái tim của mình để cứu lấy một sinh mạng mới thì thầy cũng có được một cái sự thanh thản giống như là uh, tu thành chánh quả đó các bạn kiểu giống vậy thầy đã có thể trả hết cảm giác được là thanh thản thật sự thanh thản trước khi mà thầy nhắm mắt xuôi tay thì đối với bắp bắp nghĩ là đó là cái sự thanh thản mà thầy tàu đã cố gắng tìm kiếm trong suốt mấy mươi năm cuộc đời sau này của mình và thầy đã có thể ra đi một cách thanh thản ra đi một cách nhẹ nhàng thì đó là một cái kết có hậu cho thầy tàu ở phần người mẹ quỷ là sẽ giới thiệu cho chúng ta biết thầy tàu là người như thế nào và tại sao thầy phải trả nghiệp và cũng là cái phần kết thúc đó là mình biết về thầy tàu và thầy tàu cũng đã chết ở phần đầu tiên nha các bạn chứ mất công các bạn nghe cái phần đầu tiên xong kìa các bạn nghe những phần sau các bạn nói ủa sao kỳ vậy thầy tàu chết rồi mà sao giờ thầy tàu còn xuất hiện nữa thì ở người mẹ quỷ là năm thầy tàu 70 tuổi thầy tàu đã hy sinh đã chết rồi ở những phần sau như là miếu hoang, quỷ ấn, địa mộ thiên cơ và cải toán á, ở những cái phần sau này là những năm mà thầy tàu còn trẻ trẻ hơn chúng ta sẽ cùng với thầy Tàu đi đến những cái miền đất nước Việt Nam để xem xem là thầy đã gặp những ai chạm trán với những vong ma, vong quỷ như thế nào và có những cái sự kiện kỳ bí gì đó xảy ra là chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua quá trình trả nghiệp của thầy Tàu. Đó là lý do vì sao mà thầy Tàu luôn phải buôn ba khắp nơi làm việc thiện giúp đỡ cho người khác mà không không màng tới bản thân của mình luôn nha các bạn. Và thầy luôn có một cái tâm rất là vững, thầy luôn dùng một cái suy nghĩ mà sao ta phải nói là thầy người ta có trách thầy thì thầy cũng thông cảm cho người ta chỗ phải nói là thầy rất là dễ thương luôn á các bạn nhưng mà cái số khổ thấy thương thầy tàu lắm vì vậy cho nên nếu mà các bạn cũng thương thầy tàu giống như bắp thì hãy cùng với bắp đi qua đi cùng với thầy tàu qua những cái à, cuộc hành trình trả nghiệp của thầy nha và bây giờ thì bắp sẽ đọc lời nói đầu đến từ tác giả trường lê trước khi đi vào bên trong câu chuyện miếu hoang à, trong series thầy tàu ly kỳ truyện của chúng ta ngày hôm nay nha Thầy Tàu Ly kỳ truyện là một bộ truyện viết về hành trình của một thầy bùa tên Lương lan bạc trên khắp mọi vùng đất của Việt Nam. Khi ông dừng chân lại tại một ngôi làng thì phát hiện ra ngay tại ngôi làng này có những điều kỳ lạ. Quá khứ của ngôi làng đã xảy ra biến cố gì mà đến tận thời gian này chứng khí tai ương mới bắt đầu xuất hiện. Những người dân trong làng rút cuộc đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến đâu để bây giờ họ đang phải gánh nghiệp. Liệu với khả năng của mình, thầy Lương có thể giải mã những bí ẩn, những nguyên do đã bị thời gian phủi quên và cứu được những con người vô tội. Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện là bộ truyện kinh dị trinh thám tình cảm của tác giả Trường Lê, Hiện tại đã có 6 quyển rồi nha các bạn như bác đã giới thiệu ở đầu đó. Trong cái phần intro thì bác cũng sẽ chèn những cái thứ tự nghe truyện để cho các bạn muốn nghe ở kênh bác hoặc là bác đọc không có kịp các bạn muốn nghe ở những cái kênh khác thì các bạn cũng có thể đi theo cái thứ tự của câu chuyện mà nghe. Bởi vì sắp tới chúng ta sẽ đi qua một cái chuyến phiêu lưu rất là dài thành ra là bác muốn giới thiệu rất là chi tiết để cho các bạn có thể biết được là cái cuộc hành trình của mình sẽ đi cùng với ai và tại sao lại như vậy cũng như là những cái thắc mắc mà các bạn có thể sẽ thắc mắc. Và bây giờ thì không chừng chừng gì nữa, bác sẽ đọc cho các bạn nghe những tập đầu tiên của series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện với quyển tiếp theo là Miếu Hoang mở đầu là câu chuyện có tên là Long Mạch. Ăn đi, tiếp tục ăn đi. Nó <laughs> ngon lắm, có phải không? Rất ngon. Nó rất ngon cánh cửa của ngôi nhà sàn bị đạp bung ra tiếng nói ồn ào cùng với những bước chân đang chạy trên chiếc cầu thang gỗ vang lên dồn dập nhưng rồi những kẻ chạy lên sau bị khẩn lại đập mặt vào lưng của người phía trước cái gì vậy tại sao lại dừng lại tiếp theo đó là một tiếng hét thất thanh quỷ quỷ ăn thịt người chạy chạy ngay đi một vài kẻ yếu bóng ví lập tức quay đầu bỏ chạy trối chết thậm chí còn ngã lăn lộn từ trên bậc cầu thang xuống bên dưới nền đất khô cằn đầy đá sỏi những kẻ bạo gan hơn thì tiếp tục tò mò bám vào thành cửa họ không dám tin vào mắt mình đang ngồi giữa nhà chính là người thầy thuốc mà họ vô cùng tin tưởng quý mến nhưng bộ dạng đó không phải người thầy thuốc với ánh mắt nhân từ ân cần thường ngày thay vào đó là một tấm thân nhúm đầy máu tươi trên sàn nhà là một người phụ nữ đã chết nhưng đó vẫn chưa phải cảnh tượng kinh khủng nhất Người thầy thuốc đó Trên tay đang cầm một quả tim người Và nhe răng cắn xé Nhai một cách ngố nghiêng Đôi mắt anh ta đỏ sọng Sau những nhát cắn Khóe miệng của hắn lại rỉ ra những giọt máu tươi Rồi chảy tong tong xuống sàn nhà Quả tim đó Là quả tim của cô con gái đang nằm ngay bên dưới chân của hắn. Ăn đi, ăn tiếp đi. Nó <laughs> ngon lắm Phải không? Phải rồi <laughs> Nó rất ngon Một tiếng sấm nổ vang Cảm tưởng như cả ngôi nhà vừa khẽ rung chuyển Mở trừng mắt Bốn xung quanh chỉ là một màu đen tối Bên ngoài có lẽ trời sắp đổ mưa lớn Những ánh chớp lập lòe thi thoảng lại giật lên khiến ánh sáng len lỏi qua những khe hở của cánh cửa sổ lâu năm có phần ọp ẹp. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Không, nó không hẳn là mơ, bởi đó là những việc đã xảy ra trong quá khứ. Một quá khứ nghiệt ngã, đau thương, tưởng chừng như chỉ có cái chết mới khiến cho người đàn ông này trút bỏ được gánh nặng. Một giấc mơ có thật, kéo dài dăng dẳng suốt 30 năm qua. Khẽ mở cửa phòng vì thoáng nghe thấy tiếng động bên ngoài dưới ánh đèn dầu leo lắc chủ nhà trọ cuốn quýt xin lỗi ấy chết thầy lương có phải do tôi gây tiếng động khiến thầy không ngủ được phải không ạ à? ông lương đáp không phải do bác chủ đâu tiếng sấm ban nãy to qua chủ nhà trọ nói dạ đúng rồi thầy sấm động giữa đêm trời bất chợt chuyển mưa lớn không biết có xảy ra chuyện gì không ban nãy tôi đi xem cái máng nước sợ rác nó tắt mưa lớn nước không chảy đi được rồi lục hết vào bên trong à mà cái cửa sổ phòng của thầy hơi cũ rồi tiện thầy còn thức để tôi lấy thanh gỗ chẹn lại cho chắc ăn kẻo đang ngủ mà bị gió thổi bung ra bất tiện lắm ông lương đáp vậy cảm phiền bác chủ bước vào trong chủ nhà trọ châm thêm ngọn đèn dầu trong phòng rồi lịch kịch chèn cửa vừa chèn ông vừa bắt chuyện vậy là thầy lương chỉ ở lại đây đêm nữa thôi phải không cũng phải ba năm rồi thầy mới quay lại đây ấy nhỉ Ông Lương khẽ gật đầu. Ba chủ vẫn còn nhớ qua nhỉ? Ba năm trước, mộ tổ nhà họ Nguyễn phát mộ kết, xuất hiện dây tơ hồng. Lúc đó, gia chủ nhà họ Nguyễn mời tôi về. Ban đầu chỉ là làm một cái lễ cầu siêu cho người cha mới mất. Ông ta ngỏ ý muốn đưa xác cha về mảnh đất xây mộ tổ để chôn cất. Nhưng khi đến đó xem, tôi thấy không được. Mộ kết lại nằm ngay trên long mạch của làng. Nếu đào huyệt chôn ở đó, không cẩn thận, không chỉ họ Nguyễn lụi bại mà cả dân làng cũng phải chịu hậu quả về sau. Do vậy, tôi có lời khuyên không nên trôn ông cụ tại đó và đợi 3 năm sau mới được trùng tu, xây sửa lại mộ tổ. Này công việc cũng đã xong. Trưa mai tôi đi có chút chuyện ở chùa Thiên An rồi sẽ rời khỏi đây. Chủ quán trọ đã chèn xong cửa, phổi phổi tay, ông ta cười rồi nói. Phải nhớ chứ ạ? À? Tiếng tâm của thầy Lương khắp nơi ai mà không biết. Họ Nguyễn có thể giúp đỡ thế này thì lại nở mày, nở mặt rồi. Nhưng được cái họ giàu mà cũng biết sang sẻ lắm. Âu cũng là phúc đức gia tộc tích cóp để lại cho con cháu sau này. Tiện đây, nếu thầy không chê, trưa mai mời thầy về nhà tôi dùng bữa cơm, cảm kích tấm lòng của thầy mà sau mấy năm mới dám ngỏ lời. Nói nhà tôi chắc thầy lạ vì tôi sống ở đây, nhưng đó là nhà vợ tôi. Khổ, cũng hơn 40 tuổi rồi, cố lấy mụn con trai nên xin xong tôi đưa vợ về bên ngoài để bà chăm sóc nhà cũng ở gần chùa thiên an thôi thầy cứ đi công chuyện khoảng mấy giờ xong tôi đến chùa đợi thầy được không ạ à? nhìn vẻ mặt phúc hậu của chủ quán trọ cộng thêm lời mời chân thành ba năm trước cũng từng trọ tại đây ba năm sau gặp lại âu cũng là có duyên ông lương mỉm cười rồi gật đầu đồng ý đêm đó trời mưa rất lớn nhưng may thay đến sáng thì trời quang mây tạnh cơn mưa rào buổi đêm lại khiến cho không khí có phần mát mẻ, thoáng đảng hơn. Thịnh tình của chủ quán trọ còn được biểu hiện bằng việc, mới sáng sớm, chủ quán trọ đã pha trà, đem thêm một vài cái bánh nếp nhân đậu xanh lên tận phòng của ông Lương. Ông Lương khẽ nói. Như này, bác chủ khiến tôi cảm thấy ngại quá. Không có công, sao dám nhận hậu đãi? Chủ quán trọ vội xua tay. Ây chết, thầy đừng nói vậy, Chút độ điểm tâm này đâu có là gì. Chỉ là lòng thành của tôi đối với thầy thôi. Thầy dùng xong rồi sửa soạn còn lên chùa sớm chứ. Mãn phép hỏi thầy. Khoảng mấy giờ thì thầy xong việc à? Ông Lương trả lời. Tôi lên đó cũng không lâu đâu. Trước là thăm sư trụ trì. Sau có một vài việc nhỏ. Chắc chỉ khoảng độ 10 giờ sáng là tôi xong việc. Chủ quán trọ dạ vâng rồi nói. Vậy khi ấy tôi sẽ đứng đợi thầy ở đầu con đường đi vào chùa. Trà nóng, bánh nóng, thầy dùng đi ạ. À. Ăn điểm tâm sáng xong, ông Lương sửa soạn đồ đạc rồi đi bộ đến chùa Thiên An. Cái thời mà dân còn không đủ ăn thì nói gì đến việc tu sửa, chăm lo cho đình chùa, miếu mạo. Trải qua những cuộc chiến tranh dai dẳng, nhiều ngôi chùa, ngôi đình bị thực dân Pháp tàn phá. Chùa Thiên An cũng không ngoại lệ. Sau chiến tranh, dù đã được bà con giúp sức tu bổ, nhưng cũng chỉ phần nào cảnh quan của chùa rất đẹp và thanh tịnh nhưng những khoảng sân những bờ tường hay thậm chí gian nhà chính của chùa cũng phải chấp phá lụp sụp nhưng điều đó không phải là nguyên nhân khiến thầy lương lui đến chùa mà là dù cho ngôi chùa có tiêu điều đến đâu thì đó vẫn là nơi mà sư trụ trì thích vạn đức đang cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi những đứa con bị lạc mất cha mẹ hoặc cũng có thể cha mẹ chúng đã chết vì những lý do nào đó khiến chúng trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa bước vào chùa ông lương thấy đang quét những chiếc lá rụng lả tả sau cơn mưa đêm qua chính là sư trụ trì khẽ cúi đầu ông lương nói kính bạch thầy đã lâu không gặp bạch thầy vẫn khỏe chứ thoáng thấy tiếng người sư trụ trì dừng tay lại rồi nhìn về phía ông lương nở một nụ cười hiện hậu Sư trụ trì đưa tay trước ngực rồi cúi đầu chào đáp lễ. Thì ra là thí chủ. Đã ba năm rồi mới thấy Thi chủ quay lại vãng cảnh chùa. Mời Thi chủ vào bên trong. Bần tăng pha trà mời Thi chủ. Ông Lương kính cẩn rồi bước vào bên trong mái hiên của chùa. Nhắc thấy người lạ đến chùa. Những cô bé, cậu bé mới chỉ khoảng chừng 5-6 tuổi len lén đứng sau cây cột trụ trong chùa nhìn ra bên ngoài rót trà vào hai cái chén đã cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Sư trụ trì khẽ nhìn bọn trẻ rồi mỉm cười nói. Đã ba năm rồi, mấy đứa nhỏ giờ cũng đã lớn hơn chứ. Ngày thi chủ đến đây lần đầu, mấy đứa hãy còn nhỏ xíu. Thi chủ lượng thứ nếu các con không nhận ra mặt ân nhân. a à di đà Phật. Ông Lương nói, Bạch Thầy đừng nói vậy, tất cả cũng là vì một chữ duyên giúp người mà đợi trả công thì không còn là giúp người nữa thật may mắn khi đến đây thấy bạch thầy và bọn trẻ vẫn khỏe mạnh sư trụ trì nhìn ông lương thoáng buồn nhà sư tiếp chẳng hay cuộc sống ba năm qua của thi chủ đã gặp phải nhiều khó khăn biến cố ông lương hỏi lại sao bạch thầy lại hỏi vậy nhà sư đáp chỉ ba năm mà thí chủ đã già đi trông thấy. Đuôi mắt, vận tráng. Tất cả đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Ông Lương cười. cười. Ra là vậy. Bạch thầy đừng lo. Công việc của tôi vốn dĩ đã như vậy. Thôi, không dài dòng nữa. Tôi đến đây hôm nay là muốn đưa cho thầy thứ này. Dứt lời, ông Lương lấy tay nải mở ra, cầm lấy cái bọc nhỏ bằng nắm tay được làm từ vải đen ông lương đặt xuống mặt rồi nói mong bạch thầy nhận lấy số tiền này để trang trải cuộc sống sư trụ trì mở cái túi ra nhà sư vội đặt xuống rồi xua tay từ chối nhiều tiền quá cảm ơn lòng tốt của thi chủ ba năm trước nhờ thi chủ mà các con vượt qua được cảnh đói khác ân đức của thi chủ với các con và nhà chùa cao tự mây xanh còn chưa trả được ơn làm sao nhà chùa dám nhận tiếp ông lương mỉm cười ban nãy tôi đã nói với bạch thầy giúp người đâu cần đến chuyện đền ơn bạch thầy yên tâm những đồng tiền này đều là tiền chân chính không phải cướp bóc dối lừa của ai bọn trẻ cần phải ăn uống nhà chùa cũng đâu dư giả gì mọi người cần số tiền này hơn tôi bạch thầy có thể không biết nhưng ba năm trước tôi đến mảnh đất này duyên số đã đưa tôi đến trụ thiên an kịp lúc và ba năm sau tôi có việc phải quay lại đây tất cả những điều đó như một sự sắp đặt của ông trời tôi bạch thầy và bọn trẻ có một sợi dây nào đó gắn kết chúng ta lại với nhau đó là số trời bạch thầy từ chối há chẳng phải muốn trái lệnh trời hay sao hơn nữa số tiền này là để dành cho bọn trẻ những người như chúng ta tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mong bạch thầy suy nghĩ những điều tôi vừa nói và nhận cho bên trong chùa, bọn trẻ không còn thấy lạ nữa, từng đứa từng đứa bước ra cửa rồi nhìn ông lương bằng những cặp mắt long lanh, ngây thơ non dại. Nhìn những bộ quần áo rách phải chắp vá những miếng vá nham nhở, nhưng nụ cười của bọn chúng lại tươi sáng và vô cùng hồn nhiên. Bạn nãy sư trụ trì có nói, sau 3 năm ông lương đã già đi nhiều, nhưng nhà sư quên mất rằng, bản thân nhà sư cũng đã gầy đi quá nhiều so với 3 năm trước đôi gò má hốc hát tuy ánh mắt của nhà sư vẫn đầy nhân từ, hiền hậu, nhưng nhiều đó cũng không thể thay đổi sự thật, cuộc sống của họ vẫn còn nhiều nỗi trăn trở. Sư trụ trì rơi nước mắt khi nhìn đám trẻ, nhà sư chắp hai tay trước ngực rồi cúi đầu. A à di đà Phật, cảm tạ công đức của thi chủ. A à di đà Phật. Ông lương cũng chắp tay, cúi đầu đáp lễ công việc mà ông Lương nói với chủ quán trọ cần lên chùa Thiên An chính là đem toàn bộ số tiền ông được trả công sau khi giúp họ Nguyễn phát mộ kết để công đức cứu tế cho nhà chùa. Trước khi rời đi, ông Lương có nói thêm với sư trụ trì. Sau này tôi sẽ không trở lại đây nữa. Công việc của tôi ở đây đã hoàn thành. Tôi cũng có một giao kèo với họ Nguyễn. Nếu như trong vòng một năm tới mà đại sự hanh thông, họ Nguyễn ăn lên làm ra thì khi đó chỉ mong họ trích một phần nhỏ để công đức cho chùa đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể giúp cho bọn trẻ và nhà chùa chào bạch thầy tôi đi ông lương rời khỏi chùa thiên an bọn trẻ đứng bám lấy chân của sư trụ trì chúng hỏi nhà sư ông lão đó là ai vậy thưa thầy nhà sư chắp tay cúi đầu tiện bước ông lương rồi khẽ trả lời ông ấy là một người Trung Quốc, nhưng dành phần lớn cuộc đời ngao du khắp nơi trên đất nước của chúng ta, cũng là ân nhân của các con. Ông ta tên là Lương, người đời gọi ông ta bằng cái tên quen thuộc Thầy Tàu. Ông Lương rời khỏi chùa, lúc đó cũng đã là hơn 9 giờ sáng, đều cái tay nải ông Lương bước ra đến đầu đường. Vừa thấy ông Lương xuất hiện, chủ nhà trọ đã chạy vội lại rồi nói. Chào thầy, thầy xong việc rồi ạ. À? Ông Lương nhìn chủ quán trọ rồi mỉm cười. Chào bác chủ, bác đợi tôi ở đây lâu chưa? Chủ quán trọ gãi đầu gãi tay. Đúng ra thì ông ấy đã đến đây từ sớm. Ngay khi ông Lương rời khỏi quán trọ là chủ quán cũng giao lại quán cho người làm rồi đi theo ông Lương rồi. Chủ quán trọ đáp. Dạ, cũng không lâu lắm thưa thầy nếu thầy đã xong việc thì mời thầy quá bổ đến nhà ăn bữa cơm gia đình dạ mời thầy đi đường này nhìn sắc mặt của chủ quán trọ có phần hơi nhợt nhạt ông lương hỏi vừa đi chắc bác chủ còn chạy đi đâu nữa phải không chủ quán trọ giật mình ông ta đáp à dạ dạ ban nãy trước khi đến đây đợi thầy Tôi có đã qua nhà nói vợ tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước đợi thầy về dùng. Mà sao thầy lại biết à? Ông Lương khẽ vuốt nhẹ chầm râu, ông nói. Là do thí chủ mặc ướt mồ hôi, nếu chỉ ở đây đợi thì không đến nỗi như vậy. Trời tuy có nắng nhưng đang giữa thu, sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế? Chủ quán trọ cười cười. Thầy đúng là có mắt tin tưởng. Đi sau chủ quán trọ, ông lương nhìn chầm chầm vào phần lưng của chủ quán trọ tất nhiên câu hỏi bàn nảy của ông lương xem chủ quán trọ đi đâu là có nguyên nhân còn việc giải thích thì ông lương chỉ nói để cho chủ quán trọ yên tâm mà thôi còn sự thật chủ quán trọ này có vấn đề đêm hôm qua chủ quán trọ mời mọc rất nhiệt tình nhưng việc quá săn đón khiến cho ông lương có chút suy nghĩ tuy nhiên chủ quán trọ này chắc chắn không phải người xấu chỉ là ông ta đang có một vấn đề gì đó khó nói mà thôi biết vậy nên ông lương vẫn đồng ý đi theo chủ quán trọ về nhà mẹ vợ của ông ta trên đường đi ông lương đặc biệt chú ý quan sát những giếng nước bụi tre hoặc những ngôi mộ được đắp ngay ven bờ ruộng ông lương nói làng mình mấy năm nay yên bình quá nhỉ so với ba năm trước thì có vẻ sung túc hơn nhiều chủ quán trọ đáp dạ cũng còn nhiều khó khăn nhưng đúng là được cải thiện hơn mấy năm trước Vòng vèo thêm hai đoạn đường đất Cuối cùng thì cũng đến nhà chủ quán trọ Đúng như ông ta nói Nhà vợ ông ta cách chùa Thiên An không xa lắm Chủ quán trọ mời ông Lương vào trong rồi nói Thầy vào đi ạ à, Chắc cơm nước cũng sắp xong cả rồi Nhưng ông Lương lại không chịu bước qua cổng Ngay trước cổng nhà có một bụi trúc nhỏ Bụi trúc chỉ cao hơn nửa thân người một chút Chủ quán trọ thì mở cổng chờ đợi Vậy mà ông Lương lại chỉ đứng ngắm nhìn bụi trúc Đột nhiên Ông Lương tháo tay nải Ông đặt ngay dưới bụi trúc Rồi lẩm bẩm nói những câu gì đó nghe rất khó hiểu Xong ông Lương mới bước qua cổng Chủ quán trọ vội nói ấy chết Sao thầy lại để đồ đạc ngoài đó Lỡ như ai đi qua lấy mất Thì tôi biết phải làm sao Thầy, thầy để tôi đem vào trong nhà Ông Lương hầm một tiếng rồi xua tay Hừm. Đồ của tôi có người trông rồi Để đến ba ngày cũng không ai lấy đâu mà sợ Bác chủ Nếu bác muốn tôi giúp Thì sau khi bước chân vào nhà Không được gọi tôi là thầy Không được đã động gì đến chuyện đang lo lắng trong lòng Coi như tôi chỉ là một người bạn quá gian Xin ở lại một hôm Nghe ông Lương nói Toàn thân chủ quán trọ nổi da gà Nhận ra ông Lương dường như đã biết mọi chuyện Nên chủ quán trọ chỉ biết rơm rớm nước mắt rồi cúi đầu khẽ nói. Dạ, lâu ngày không gặp, mời bác vào nhà chơi. Lúc này, ông lương mới khoan thai bước vào sân nhà, cái tay nãy ông vẫn để ngoài bụi trúc, thấy chồng về, đoán người đi cùng chính là thầy tàu mà chồng đã nói, người vợ đi ra định chào thì chủ quán trọ lắc đầu ngăn lại. Chủ quán trọ vội cướp lời vợ. Bác lâu lắm mới đến thăm vợ chồng em, bác ra sau nhà rửa chân tay mặt mũi rồi lên nhà ngồi uống nước. Ông Lương cười rồi đáp Cảm ơn vợ chồng anh đã tiếp đón Lâu không gặp Nay tôi đến thăm gia đình Cũng xin bữa cơm rồi tôi lại đi À mà tôi đang có vấn đề về tiêu hóa Thịt cá ăn vào sợ đau bụng Phiền chị nhà luộc giúp tôi năm quả trứng Luộc xong cứ để trên nhà Lát tôi vào ăn tạm Phải lót dạ cái gì đó mới uống rượu được Cảm phiền anh chị chủ quán trọ ra hiệu cho vợ đi luộc ngay năm quả trứng gà. Gà nhà mới để sáng ngày hôm nay. Về phần ông Lương, ông đi ra sau hè, nhìn ngắm vườn tược, múc nước trong bể. Ông Lương khẽ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi gật gù, uống một ngụm nước mưa trong bể. Rửa tay chân xong, ông Lương dạo quanh nhà một vòng rồi mới bước vào bên trong. Lúc ông Lương đi vào thì thấy một bà cụ đang nằm trên giường. Bà cụ nằm quay úp mặt vào bên trong tường, hơi thở có phần yếu ớt ông lương hỏi chủ quán trọ bác gái ốm lâu chừa chủ quán trọ đáp đã hai tuần nay không có dấu hiệu thuyên giảm hình như bệnh càng lúc càng nặng hơn cũng đã mời thầy thuốc về tận nhà thăm khám nhưng cứ uống thuốc là lại nôn ra hết giờ ngày chỉ ăn được bát cháo loạn tôi cũng không biết phải làm sao ông lương tiếp sao anh không đưa cụ đi khám chủ quán trọ thở dài Tôi cũng muốn vậy Nhưng cứ đưa đi là cụ nặng nặc không chịu Gạo thét, cạo cấu Rồi đòi chết Ông Lương nhấp ngụm chè Rồi tặc lưỡi Nhà anh là bậy bạ lắm Cứ để thế này không ổn đâu Khẽ liếc mắt nhìn về góc buồn trong Trong buồn có một giường và một cái nôi Bên trong nôi là con của chủ quán trọ Một bé trai mới sinh được khoảng 6 tháng đứa bé đang nằm trong nôi ngủ rất ngon. Vừa lúc đó, vợ chủ quán trọ bê bát trứng gà luộc đặt lên mặt bàn, rồi kính cận nói: mời bác dùng cho nóng. Trứng gà nhà nuôi sáng nay vừa mới đẻ. Lúc em nhặt vào hãy còn nóng hổi. Bác ăn rồi ngồi uống nước. Cơm em nấu xong hết rồi. Khi nào bác và nhà em dùng, em bê lên. Chủ quán trọ thò tay vào bát trứng, có lẽ ông ta định bóc trứng mời thầy lương, nhưng ông lương ngăn lại. Ông lương lấy ấm rót nước chè vào chén rồi nhấp môi. Chè ngon có khác. Trứng hãy nóng, bóc không sạch vỏ. Anh cứ để đấy, lát nguội tôi khắc ăn. Để bát trứng đó phải đến 10 phút sau, ông Lương vẫn chưa chạm vào một quả nào. Đột nhiên, ông Lương đứng dậy rồi nói. Bạn nãy quên, trước khi đến đây tôi có đi qua quán rượu ngoài đầu đường lớn. Nghe mùi rượu thơm lắm. Giờ tôi đi ra đó mua một ít. Về mình nhâm nhi, anh đi cùng tôi chứ Chủ quán trọ gật đầu đồng ý Ông Lương lúc này mới thò tay vào Nhặt hai quả trứng gà Miệng nói Vậy tôi lấy hai quả trứng Vừa đi đường vừa ăn vậy Chị nhà cứ sắp mâm cơm đi nha Chúng tôi về ngay Ở dưới bếp Vợ chủ quán trọ giả một tiếng rõ to Ông Lương cùng chủ quán trọ rời khỏi nhà Ông Lương đi trước Chủ quán trọ đi sau Lúc đi ra tay nải của ông Lương Vẫn còn nguyên ở đó Ông Lương cúi xuống, thò tay vào tay nải lấy một thứ gì đó rồi nhanh tay bỏ vào túi áo. Xong xuôi, ông Lương thắt tay nải lại rồi để im vị trí cũ. Đi đến gốc cây bàn cách nhà chủ quán trọ ước chừng 300 mét. Dưới tán cây bàn, ông Lương mới lấy ra hai quả trứng gà ban nảy rồi nhìn chủ quán trọ, nói Trứng gà nhà mới đẻ bàn sáng phải không? Chủ quán trọ gật đầu ly lịa. Dạ đúng thưa thầy, ông lương tiếp trứng thối hết rồi không chỉ hai quả này mà cả ba quả ở nhà cũng đều đã thối hết dứt lời ông lương bẻ đôi hai quả trứng chủ quán trọ giật mình bên trong lòng đỏ hai quả trứng đã thâm đen đưa lên mũi ngửi đúng thật nó đã bốc mùi thâm thẩm ông lương nhìn chủ quán trọ rồi nói nhà có tà lẽ ra bác chủ nên nói với tôi ngay từ đầu tà ám một già, một trẻ. Vợ chồng bác chủ vẫn khỏe mạnh thì có nghĩa cụ bà và cháu nhỏ bị tà ám rồi. Lời nói của ông Lương như giúp cho chủ quán trọ trút bỏ hết được những tâm tư đang đè nén trong lòng. Chủ quán trọ vội chắp tay rồi cúi lại ông Lương, miệng run run nói. Thầy ơi, thầy giúp nhà tôi với, tôi không dám giấu thầy. Thật lòng cũng rất ngưỡng mộ thầy vì những việc thầy đã làm nhưng mấy ngày qua thấy thầy bận biểu công chuyện, đi sớm về muộn nên tôi không dám mở lời. Lúc thầy xong việc thì cũng là lúc thầy rời đi. Tôi chỉ còn biết cách mời thầy về nhà, mong thầy giúp đỡ. Gia đình tôi đổi ơn thầy nhiều lắm. Ông Lương đỡ chủ quán trọ lên rồi đáp. Bác chủ đứng dậy đi. Tôi biết bác chủ không phải người xấu. Ba năm trước khi đến ở trọ tại nhà của bác chủ, tôi mắc thấy những việc tốt mà bác chủ đã làm mặc dù thời gian đó rất khó khăn, vậy mà bác chủ vẫn sang sẻ đồ ăn cho những người ăn mày, cờ nhở ghé vào nhà trọ chỉ để xin ngụm nước. Nhưng tôi chỉ đoán được phần nào khi ban nãy nhìn thấy bác chủ đợi tôi ở gần trụ Thiên An. Khi tôi hỏi bác chủ có chạy đi đâu không, là lúc ấy trên người bác chủ có vướng chút tà khí. Và lúc bác chủ trả lời là có về nhà mẹ vợ, tôi đã đoán ngôi nhà đó có điểm bất thường và quả thực khi đến nơi chỉ cần nhìn vào trong thôi là đã nhận ra chướng khí khá nặng rồi tôi để tay nải bên ngoài là vì trong đó có một vài bảo pháp trừ yêu có dường khí cao nếu tôi đem vào đó tà âm trong nhà có thể sẽ lập tức ám hại người thân của bác chủ nhưng để xác định chính xác nên tôi đã nhờ chị nhà luộc trứng gà rồi để trong nhà khoảng nửa tuần hương trứng bể ra bên trong đã thâm đen chắc chắn trong nhà có tà khí. Căn cứ vào màu đen của lòng đỏ, tà này ít nhất đã lưu lại trong nhà nửa năm nay rồi. Tại sao suốt thời gian đó bác chủ không đưa cháu bé đi? Về điều này, hình như có uẩn khúc gì đó. Chủ quán trọ đáp. Thưa thầy, sự việc mới chỉ xảy ra gần một tháng nay. Mẹ vợ tôi đang khỏe mạnh, mặc dù bà đã 70, nhưng hãy còn tin tưởng lắm. Vợ chồng tôi cũng luống tuổi rồi nhưng vẫn cố để lấy muộn con trai. Vì công việc nên từ lúc lâm bồn cho đến nay tôi để vợ con ở nhà ngoại để tiện chăm sóc. Trước đó thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Chỉ là một tháng trước mẹ tôi bắt đầu ốm. Bà ốm không rõ bệnh. Tôi mời thầy về nhà, thuốc nam, thuốc bắc đều cắt cá. Nhưng uống đủ loại mà bà vẫn không khỏi. Ban đầu chỉ là mệt mỏi, nằm rên trên giường. Nhưng mấy ngày sau thì cứ mỗi đêm Bà lại dậy lọ mọ đi lại trong nhà Rồi ngồi quay mặt vào tường Cười khúc khích Cái này tôi cũng nghe vợ tôi kể lại Nghĩ mẹ tuổi già Đau ốm nên xin lẫn thẫn Lúc đó mà bỏ đi thì sao đành Con tôi được 4 tháng tuổi rồi Nên cũng đỡ Trộm vía Sinh ra nó rất ngoan Không quấy khóc bao giờ Vậy nên vợ tôi ở lại chăm mẹ luôn Thêm vài ngày nữa thì bà đỡ đần đang ốm mà khỏe dậy ăn liền lúc ba bốn bát cơm có hôm tôi đến thấy bà ăn ngấu nghiến thậm chí còn dùng tay bốc nhìn mẹ khỏe lại vợ chồng tôi cũng mừng mẹ tôi trước vẫn ẩm cháu nên ốm dậy là lại tìm cháu bế bồng ngay nhưng khác với trước kia sau này khi bà bế cháu thì thằng bé cứ khóc thôi nó khóc không dỗ được vợ tôi bế thì nó lại nín ông lương hỏi rồi sau đó thế nào chủ quán trọ tiếp thực tình thì ngay lúc đó tôi đã muốn vợ bế con về nhà nhưng khi tôi đến thì mẹ vợ tôi lại lăn ra ốm mà lần này còn ốm nặng hơn trước bà nôn mửa khắp nhà mặt mũi hốc hác mà cả vợ tôi cũng không biết bà ăn uống lúc nào ở đâu mà nôn ra thức ăn nhiều lắm khi dọn bãi nôn vợ tôi còn phát hiện trong đó trong đó ông lương khẽ nói có thức ăn sống như thịt sống đúng chứ chủ quán trọ tròn mắt cực đầu li lịa dạ dạ đúng đúng rồi thầy có thịt lợn sống vợ tôi nói tôi không tin vợ tôi cũng không tin vì thịt mua về đều nấu chín thì sao bà lại ăn thịt sống được nhưng sao thầy lại biết ông lương đáp mẹ vợ của bác chủ bị tà nhập rồi ngoài thức ăn bình thường thì người bị tà nhập rất thích ăn đồ sống lúc ra sau rửa tay chân tôi thấy trong bụi cỏ ngay bên ngoài cửa sổ chỗ bà cụ nằm có vài vỏ trứng gà bà cụ đã ăn trứng gà sống rồi vứt vỏ ra bên ngoài giờ bác chủ nói lúc nôn có nôn ra cả thịt sống thì chắc chắn bà cụ đã bị tà nhập chủ quán trọ kể tiếp mẹ ốm vợ tôi phải ở lại chăm con nhỏ đang bú không xa mẹ được Nhưng đó cũng không phải lý do chính Mà mỗi khi tôi đến bế con Ngõ ý muốn bế cháu về nhà một chút Là mẹ vợ tôi nổi điên Chửi bới um sùm Thậm chí còn lấy dọa sẽ đập đầu vào tường Hoặc nhảy giếng chết Nếu tôi bế cháu đi Phận con cái Sao dám để cha mẹ phải chịu đau đớn Mời thầy thuốc về không chữa được bệnh Tôi có mời thầy cúng về nhà Để cúng kiến giải hạn Đã mời hai thầy nhưng không những không cúng được Ngược lại mỗi lần cúng xong Còn của tôi trên người lại nổi những vết hằn tím bầm Thằng bé cứ thế khóc ré lên cả đêm Có một điều lạ Trước đó hai tuần mẹ vợ tôi bế là nó khóc Nhưng một tuần gần đây khi mẹ vợ tôi bế Nó không khóc nữa Nhưng cháu lười bú mẹ Chỉ ngủ ly bì suốt ngày Còn mẹ vợ tôi Sáng nằm không ăn uống gì Chỉ úp mặt vào trong tường Đến tối mới dậy ăn cơm ăn xong phải bế cháu đến khoảng 8-9 giờ tối mới chịu buông ông lương hỏi mới xảy ra một tháng nay nhưng lòng đỏ quả trứng chuyển màu thâm đen như vậy thì chắc chắn tà khí trong nhà lưu lại phải lâu hơn thời gian đó nhưng bác chủ chắc chắn mấy tháng trước không xảy ra vấn đề gì chứ chủ quán trọ vội đáp vâng ạ à, tôi không dám giấu thầy nửa lời ông lương tiếp vậy trong vòng hai tháng trở lại đây gia đình có tang hay có đi đám ma của ai rồi về không chủ quán trọ trả lời nhà không có tang thưa thầy gia đình vợ tôi chỉ có mình vợ tôi là con bố vợ cũng đã mất cách đây hai năm rồi vẫn còn chưa bốc mã nhà có người mới đẻ lại có trẻ con nên tôi chắc chắn là mẹ tôi cũng như vợ tôi không đi đám ma của ai trong làng ông lương chép miệng Ừm. Đối với tôi, loại tà ma này không khó để diệt trừ, nhưng trong nhà còn có trẻ con, hơn nữa cụ bà đã lớn tuổi, giải trừ tà khí không đúng cách không những không giúp được gì, ngược lại còn gây hậu quả nghiêm trọng. Như hai lần trước, bác chủ mời thầy cúng về cũng không được mà chỉ khiến nó giận dữ thêm mà thôi. Tôi nói để bác chủ còn chuẩn bị, nhưng nghe xong phải bình tĩnh. Chủ quán trọ im lặng Chờ đợi ông Lương chỉ dạy Ông Lương nói Tà ma trong nhà Đang muốn bắt con của bác chủ đi đấy Linh hồn của cậu bé dần dần sẽ bị nó cướp lấy Đó là lý do vì sao bây giờ Bà cụ bé cháu mà nó không khóc Ngủ ly bì không phải là tốt Trẻ con khi sinh ra Dương khí rất mạnh Có thể cảm nhận được phần âm Do vậy trẻ con rất dễ bị ma trêu Quỷ ghẹo do tiếp xúc với tà lâu ngày con của bác chủ đã bị bắt đi một phần hồn nếu không nhanh chóng tìm cách ngăn lại tính mạng khó mà giữ được chính vì nó đã bắt hồn con của bác chủ nên nếu tôi ra tay diệt nó chỉ sợ nó sẽ hại con của bác chủ chuyện ma quỷ không thể xem thường chủ quán trọ nghe ông lương nói mà rùng mình nổi da gà đôi mắt khẽ nheo lại ép nước mắt chảy ra chủ quán trọ quỳ luôn xuống đất vang nài. Thầy ơi, thầy làm phúc, làm đức, thầy bày cách cho nhà con với. Phải mất gì con cũng chịu, vợ chồng con cố mãi mới sinh được muộn con trai. Con trăm ngàn lạy, lạy thầy. Vội đỡ chủ quán trọ dậy, bởi đây đang là ở ngoài đường. Tuy đường làng vắng vẻ không ai qua lại, nhưng làm thế cũng khó coi. Ông Lương nói. Bác chủ đừng làm vậy. Khi phát hiện ra trên người bác chủ có điều bất ổn, mà tôi vẫn theo bác chủ về tận nhà thì tất nhiên tôi phải giúp bác chủ rồi bác chủ đối xử với tôi không tệ lại có tấm lòng nhân hậu việc này coi như là phúc đức giúp người bao năm qua của bác chủ không cần nghĩ đến chuyện công xá báo đáp chỉ có điều dục tốt bất đạt vạn vật trên đời này từ khi sinh ra cho đến khi chết đi đều có nguyên nhân của nó trước khi tôi tìm được cách hợp lý để cứu con bác chủ thì trong nhà mọi người đừng vội làm gì cả hãy cứ sinh hoạt như bình thường việc còn lại cứ để tôi liệu sự còn bây giờ bác chủ dẫn tôi ra chợ mua một vài thứ cần thiết gần đây có tiệm bạc nào không nhỉ chủ quán trọ đáp dạ có để tôi dẫn thầy đi mà thầy đến tiệm bạc làm gì vậy ông lương mỉm cười đừng hỏi nhiều quá sau khi đến tiệm bạc tôi sẽ ở lại đó còn phiền bác chủ ra ngoài chợ mua cho tôi một cân muối hột nhớ chọn loại nào hạt càng to càng trắng càng tốt mua thêm ít than hoa và ca rượu nữa nhớ là quán rượu ở đầu đường nha chủ quán trọ ngạc nhiên ông ta nói tôi tưởng thầy chỉ lấy lý do đi mua rượu để ra đây thôi chứ ông lương cười, <cười> một phần thôi. Còn đúng là quán rượu ở đó có rượu ngon thật. Hôm nay tôi với bác chủ phải uống một bữa thật say. <laughs> Nhớ mua đúng những gì mà tôi dặn. Ông Lương và chủ quán trọ quay trở về nhà vào lúc gần 11 giờ trưa. Ở nhà, vợ chủ quán trọ cũng đã bày mâm đũa, sắp xếp bát chén chờ sẵn. Trước khi bước vào trong nhà, chủ quán trọ còn cẩn thận ngó qua bụi trúc. Thấy vậy, ông Lương nói. Bác chủ đừng lo, đồ của tôi không mất được đâu mà sợ. Quả đúng như lời ông Lương, cái tay nải bằng vải nâu đã bạc màu vẫn nằm nguyên vị trí. Bạn nãy đi, chủ quán trọ thấy ông Lương lấy gì đó bên trong tay nải, nhưng lúc về không thấy động đến tay nải nữa. Không dám thắc mắc nhiều, chủ quán trọ mở cổng rồi mời ông Lương đi vào. Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra khá rôm rã. Trước lúc quay về, ông Lương có dặn gia đình không được ủ rủ, buồn rầu, mà phải cố gắng cười nói, coi như không có chuyện gì xảy ra. Rượu ngon, lại nhiều đồ nhắm. Ông Lương và chủ quán trọ cứ ngồi chén vơi, chén đầy. Thế mà quay lại trời đã chuyển chiều. Lúc này ông Lương mới vươn vai rồi nói. Ê da, chết thật, đã gần 4 giờ chiều rồi. Mãi mê uống rượu mà quên cả thời gian. Giờ cũng muộn mất giờ đi. Có đi cũng sợ không kiếm được chỗ ngủ hay là anh chị cho tôi ngủ nhờ ở đây một tối sáng mai tôi đi sớm như vậy có được không ạ à? vợ chồng chủ quán trọ rối rít dạ được chứ nhưng mà không còn giường trống liệu có bất tiện không ạ à? ông lương mỉm cười không cần bận tâm tôi nằm ở ghế dài dựa lưng ngủ cũng được chỉ cần cho tôi mượn một cái chăn là đủ nói xong ông lương đứng dậy rồi ngồi luôn lên ghế Vợ chồng chủ quán trọ vội đi lấy chăn gối cho ông Lương kê đầu. Quay đi quay lại, ông Lương đã ngáy o o, ngủ lúc nào không biết. Đến khoảng 6 giờ tối, mẹ vợ chủ quán trọ đang nằm úp mặt vào trong tường lúc này mới lục đục ngồi dậy. Mái tóc dài đã bạc phơ, xỏa xuống lư thưa. Thoáng trồng qua rất đáng sợ. Bước xuống giường, có vẻ như bà cụ không quan tâm gì đến tiếng ngáy của người lạ đang nằm ở ghế. Bám tay vào thành cửa, bà cụ quát cơm Cơm của tao đâu Chắc có lẽ thời gian gần đây Chuyện này đã xảy ra thường xuyên Nên sau khi nghe thấy tiếng mẹ Vợ chủ quán trọ lập tức bê mâm cơm Đã chuẩn bị sẵn từ dưới bếp lên Ngồi luôn ở hiên nhà Dưới ánh đèn dầu leo lắc Một mình bà cụ cứ thế xúc cơm trong nồi Rồi ăn ngấu nghiến Nồi cơm phải dành cho ba người ăn Mà cụ bà ăn sạch Không chỉ thế Bà ta còn lấy móng tay cạo cháy nồi Rồi bốc rau, thịt Bỏ hết vào mồm nhai Ông Lương tuy giả bộ ngủ Nhưng vẫn hé hé mắt Nhìn toàn bộ sự việc đang diễn ra trước hiên nhà Một cụ bà gần 70 tuổi Nhưng lại ăn khỏe hơn cả thanh niên Chẳng ai dám nghĩ Cụ bà năm nay đã 70 tuổi Ăn xong Cô con gái dọn dẹp cho mẹ Còn bà cụ lặng lặng đi ra phía sau vườn Không nói không rằng Nghe phía sau nhà có tiếng nước dội Chắc có lẽ bà cụ múc nước rửa tay Hoặc uống tiếp theo đó ông lương còn nghe thấy cả những tiếng bước chân sột soạt bởi sau nhà là vườn tượng nên cỏ mọc phủ kín lối đi tiếng gà kêu vang lên sau vườn ông lương nghe thấy giọng của vợ chủ quán trọ mẹ tối rồi mẹ còn ra chuồng gà làm gì nhưng không thấy bà cụ đáp lại ông lương tiếp tục ngáy khò khò khi tiếng bước chân loẹt quẹt của bà cụ đang bước vào bên trong nhà ăn uống xong bà cụ lại trèo lên giường nằm quay mặt vào bên trong miền quê, nên 7 giờ là mọi nhà tối âm. Bên ngoài chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu ra rã. Nhà mẹ vợ chủ quán trọ cũng không ngoại lệ. Hôm nay có thêm ông Lương đang nằm trên ghế. Còn bên trong buồng nhỏ là chiếc giường nơi vợ chồng chủ quán trọ đang nằm. Kế bên cạnh là cái nôi của cậu con trai vài tháng tuổi. Chân ngoài là giường của cụ bà. Đèn dầu được tắt hết. Chỉ duy nhất còn một ngọn đang cháy ngay bàn uống nước cạnh ghế ông Lương đang nằm. Cái này cũng là do ông Lương nói vợ chồng chủ quán trọ sắp xếp cho mình. Tiếng bước chân của bà cụ đi ngang qua chỗ ông Lương đang nằm. Khi bà cụ chưa bước đến buồn của vợ chồng chủ quán trọ, thì cậu con trai nằm trong nôi. Cả ngày không khóc một tiếng thì lúc này bất chợt ré lên. Vợ chủ quán trọ ngồi dậy đưa nôi dỗ con khi chị ta định bế con lên để dỗ Thì bà cụ đứng ngay trước cửa buồn Mái tóc xỏa rủ rượi Ánh mắt nhìn chầm chầm vào con gái Bà cụ nhuyễn miệng cười Để đó Để đó mẹ dỗ cháu nó cho <laughs> Ngoan nào Còn ngoan nào Bà thương Bà thương Nhìn cảnh tượng đó chị vợ rùng mình chị không muốn đưa con cho bà nhưng nhớ lời chồng nói lúc chuẩn bị đi nằm thầy dặn cứ để cho bà bế cháu hôm nay nữa đừng ngăn cản cố gắng coi như không có chuyện gì cắn răng chịu đựng chị vợ đành để cho bà cụ bế cháu ẩm đứa bé trong tay bà cụ tiếp tục loẹt xoẹt tiếng dép quay về giường của mình vừa đi bà ta vừa hát cái cò mày đi ăn đêm đâu phải cành mềm à, à ơi lồn cổ xuống ao <laughs> ngoan quá ngoan quá nên khóc rồi nè bước qua bàn uống nước nơi có ngọn đèn dầu vẫn đang sáng. Ông Lương khẽ hé chút chăn để nhìn. Và điều mà ông Lương đang chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cái bóng người đang đổ trên tường nhà dưới ánh đèn dầu le lắc không phải là cái dáng còng lưng của một cụ bà 70 tuổi. Bóng đèn đang in trên tường có hình dáng thẳng đứng, tóc dài. Không chỉ vậy, bà cụ đang ẩm đứa bé. Nhưng cái bóng đổ lên tường thì lại là hình ảnh một người phụ nữ đang dắt theo sau một đứa trẻ con chứ không phải bế. Bất chợt, bà cụ dừng lại rồi nhìn vào cái ghế nơi ông Lương đang nằm. Tiếng ngáy vang lên. Không thấy gì lạ, bà cụ tiếp tục đi về phía giường của mình. Ngồi trên giường, trong bóng tối, bà cụ liên tục hát ru rồi cười khúc khích. Cứ như thế, phải đến 9 giờ tối, bà cụ mới đem đứa bé quay lại buồn hai vợ chồng chủ quán trọ rồi đặt cổ nhóc vào trong nôi đến lúc này vợ chồng chủ quán trọ mới dám đi ngủ bình thường chủ quán trọ cũng có chút nghi vấn nhưng cả hai vợ chồng vẫn nghĩ do bà quý cháu mà cứ đến tầm đó thằng bé lại khóc chẳng ai dỗ được chỉ có bà cụ bế là nó im nên không thấy sợ trưa nay nghe ông lương giải thích đến tối lúc mẹ vợ vào đòi bế cháu nhìn bà cụ khi ấy chủ quán trọ sợ đến kinh hồn bạc ví không biết ông lương đã có cách gì chưa nhưng bên ngoài vẫn vang lên tiếng ngáy khá to hai vợ chồng chủ quán trọ khép cửa lại rồi chốt bên trong màn đêm trôi qua mỗi lúc một tĩnh lặng tiếng ếch nhái vang vọng mỗi lúc một rõ hơn họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng vang lên khiến cho vợ chồng chủ quán trọ giật mình tỉnh giấc hồi tối còn nơm nớp lo sợ. ấy vậy mà đêm qua cả hai ngủ rất ngon. Gà đã gáy, nhưng trời mới tờ mờ chứ chưa sáng hẳn. Nhớ đến ông Lương đang nằm bên ngoài. Chủ quán trọ vội bật dậy, nhìn trong nôi. Cậu con trai vẫn nhắm mắt, ngủ ngon lành. Mở cửa buồn, phía cái ghế dài. Không còn thấy ông Lương đâu nữa. Chăn gối đã được gấp gọn và xếp cẩn thận. Cửa nhà thì đang mở một bên cánh. Nghĩ ông Lương đã đi, Chủ quán trọ vội chạy ra sân thì may thay ông Lương đang đứng ngoài sân nhìn ngắm thứ gì đó. Chủ quán trọ bước lại gần rồi nói: "Bác dậy sớm thế, tôi còn tưởng bác đi rồi." Ông Lương nói: "Cả đêm qua cụ bà lục sục tôi không ngủ được, đến nửa đêm bà còn mở cửa đi ra ngoài, nửa canh giờ sau mới quay lại. Lát nữa vợ chồng anh kiểm tra xem dưới bếp có mất hay thiếu gì không." vợ chủ quán trọ nghe thấy vậy lập tức chạy xuống bếp lát sau chị ta đi ra với cái rổ nhỏ trên tay rổ trứng gà tối qua vẫn còn chục quả hôm nay không hiểu biến đi đâu hết cả rồi ông lương nói giờ chị vào trong nhà nhớ đừng gây tiếng động mạnh xong chị nhìn xuống gầm giường là sẽ thấy chủ quán trọ vội nói như như vậy có sao không hả bác ông lương trả lời đừng lo. Cà gáy buổi sáng là lúc tà ma, quỷ quái sợ nhất. Lúc này chúng không dám làm gì đâu. Chỉ là tôi muốn chứng thực cho vợ chồng anh biết thật hư chuyện bà cụ đã bị tà nhập mà thôi. Cả đêm hôm qua, tôi tuy ngủ nhưng thực ra là thức nguyên đêm. Tôi đã biết tà ma trong nhà này từ đâu mà xuất hiện rồi. Vợ chủ quán trọ mặt tái mét. Chị ta bước từ trong nhà bước ra, miệng rung rung. Mà mà mình Mình ơi Dưới dưới, dưới gầm giường Tôi toàn là vỏ trứng Ông Lương khẽ nói Có phải hai người nói Bà cụ luôn ngủ trong nhà Phải không Vợ chủ quán gật đầu Dạ đúng Cả tháng nay mẹ tôi không đi ra ngoài Lúc nào cũng nằm trên giường Ông Lương khẽ mỉm cười Thật vậy sao Đúng là cụ ở trong nhà nhưng đêm qua cụ không nằm trên giường đâu Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta mở đầu cho câu chuyện Long Mạch của phần 1 Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện. Đầu tập ngày hôm nay thì có một vấn đề đã được đặt ra. Đó là bà cụ và tất cả mọi người ở trong nhà luôn luôn ở trong nhà và bởi vì nhà mới có đứa con mới sinh mà. Thành ra là mọi người cũng kiên kỵ không có đi đến đám ma. Thì tại sao lại có một hồn ma của một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ xâm nhập vào bên trong ngôi nhà này mà lại ám vào người bà cũng như là ám hại đứa trẻ mà ở cuối tập ngày hôm nay thầy Tàu nói chứ bà cụ luôn ở trong nhà nhưng mà bà cụ không có nằm ngủ trên giường thì bắp cứ suy nghĩ bà cụ không ngủ trên giường thì bà cụ nằm như thế nào đấy bắp đang rất là thắc mắc là bà cụ ngủ như thế nào bởi vì về đêm á thì hai vợ chồng mặc dù rất là lo lắng nhưng mà ngủ một giấc một ngủ một giấc tới sáng thì bắp nghĩ là có khi nào con ma nó tác động cho nên nó mới khiến cho hai vợ chồng ngủ sâu như vậy tại vì về đêm nó có đi đâu thì hai vợ chồng cũng không biết thậm chí đi ra bên ngoài hay là làm cái gì ăn trứng gà sống hay là làm cái gì hai vợ chồng cũng không biết chỉ nghĩ là mẹ của mình ở trong nhà ngủ nguyên đêm thôi nhưng mà thầy tàu thầy lương là người nằm nằm đó bóc suy nghĩ chứ trời nể thầy lương luôn á là mấy chục năm trừ tà diệt quỷ và đối phó với vong ma riết thầy lương có thêm một cái nghề phụ nữa đó là diễn nha các bạn diễn xuất rất là hay luôn cảm thấy như là thầy lương rất là dễ thương á các bạn một cái người rất là lớn tuổi cái gì cũng hiểu cái gì cũng biết nhìn một cái là biết đã vậy thầy còn rất là điềm đạm để xử lý tất cả mọi vấn đề và thầy có một cái tâm từ bi một cái tâm để muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người giống như là khi mà vị chủ quán trọ này nè không có nói thẳng với thầy nhưng mà thầy biết là à vị chủ quán trọ này thầy quan sát thì cũng thấy được là chủ quán trọ là người có tâm tốt thành ra là thầy lương cũng không có ngại ngại ngần để mà giúp đỡ cho chủ quán trọ nhưng mà những cái lúc mà thầy đóng kịch á đó, mình thấy cũng rất là dễ thương ha kiểu như là ôi trời ơi uống rượu hồi cái xong quên giờ quên giờ quên giấc <laughs> hay là tối nay anh chị cho tôi ngủ lại ở đây một đêm à, diễn diễn như đúng rồi vậy đó các bạn cái rồi tối ngủ tối giả bộ ngủ nằm ngáy kho 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 nhưng mà thật ra là thầy vẫn quan sát hết tất cả mọi sự tình diễn ra ở trong nhà và tất cả mọi sự tình sẽ cần diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của câu chuyện thầy tàu ly kỳ truyện bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp bye bye hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha Thank you.